Đây là phía sau nhà của Tổng thống Mỹ. Và hôm nay Cường sẽ cho các bạn biết nhà này mất hết bao nhiêu tiền để xây nhé. Nhà Trắng bắt đầu xây dựng từ năm 1792 và được hoàn thành vào năm 1800. Mất hết đúng 8 năm để xây dựng, cách đây cũng khoảng 223 năm rồi. Và diện tích của ngôi nhà này là 5.100m² với 6 tầng lầu. Và tòa nhà này vừa là nơi ở và cũng là nơi làm việc của những người Tổng thống. Và như các bạn cũng thấy, ngôi nhà Trắng này được rào lại xung quanh, có rất là nhiều cảnh sát bảo vệ. Tuy nhiên họ cũng để cho những khách du lịch đứng phía sau chụp hình và quay phim. Và trong tòa nhà này có 132 phòng ngủ, 35 cái toilet trong 6 tầng lầu. Và một điều thú vị là có hơn 412 cái cửa rìu ra. Và đây là phía trước của nhà Trắng các bạn nhé. Và xung quanh nhà có 147 cái cửa sổ và tổng cộng là 3 thang máy. Và nhà bếp trong này khá là rộng rãi, có thể phục vụ tới 140 người khách trong một đêm. Và những món khai vị cho hơn 1.000 người. Và điều quan trọng là nhà Trắng này luôn luôn được bảo vệ 24 tiếng một ngày. Và có hơn 1.300 cảnh sát và kỹ thuật viên luôn luôn sẵn sàng để bảo vệ Tổng thống. Và trên sân thượng này luôn có những cảnh sát được trang bị một khẩu súng bắn tỉa, được thành lập vào năm 1922. Và tổng số tiền để xây căn nhà Trắng này là 232.000 đô, tương đương với 5 tỷ 9 đồng Việt Nam. Tuy nhiên, đây là con số của 225 năm trước. Và nếu quy đổi ra giá trị bây giờ thì 4.172.000 đô, tương đương với 120 tỷ đồng Việt Nam. Và nếu các bạn muốn hỏi Tổng thống ngủ tầng nào, Tổng thống ngủ tầng thứ 2. Và trong tòa nhà này có một phòng rất là quan trọng, có tên gọi là phòng tình huống. Phòng này là trung tâm quản lý tình báo ở tầng trệt cánh tay của nhà Trắng, với tổng diện tích là 460m², gắn liền với 3 phòng hội nghị an toàn. Và trong này cũng có luôn hồ bơi và phòng tập gym các bạn nhé. Và tất nhiên khi các bạn du lịch nước Mỹ thì các bạn có thể vào nhà Trắng để tham quan. Tuy nhiên các bạn phải đăng ký trước 3 tuần và đạt những điều kiện nơi này đưa ra, và nơi này được vào tham quan miễn phí các bạn nhé. Và thành phố các bạn ở có những nhà tổng thống như thế này không? Và được vào tham quan miễn phí không?